Mình đã quay trở lại đây anh em. Hôm nay mình sẽ cầm vị tướng mến ga đi mít nha anh em. Dạ, đối đầu với vị tướng mới gia tà. Đấy. Mình núp lùm kiếm ra cái gì không? Ở dưới có đánh nhau rồi, xuống. Tay mặt của Florentino mình nó hút máu, mình phải lên cái sắt chi hồn nha anh em. Thôi nó về thôi, lên lại lên thôi nha anh em, vẫn là cái lên đó, bánh mì kẹp thịt. Chắc lên đó giờ hết quái rồi, hết một đứa lính rồi. Tên trên kia có đánh nhau kìa. Thôi anh đợi mình xíu nha. Rồi quay trở lại anh em ơi, có một chút công việc bận nha anh em, mong anh em thông cảm. Mà ăn xong đợt lính này rồi đi xuống đường dưới quá. Thôi đợt dưới chắc thù được lên á, chắc khỏi xuống đi, thủ được lên khỏi xuống. Con quái lại đến rồi, con quái anh em ơi. Mình cố gắng farm lên level 4 để đi gan nha anh em. Đợi xíu nha anh em. Rồi, vô lại đây. Cố anh con quái này lên level 4 anh em ơi. Tốc biến luôn, nó mới gì đi gan sớm thế. Rừng các bạn như là bên á anh em, bên á. Thôi, mình không tham gia cái để hỗ trợ rồi anh em ơi. Tiếp á. Thôi, anh cứ đợt quái lên level 4 rồi đi gan thôi. Thôi, bộ xanh nó kéo ra rồi, khỏi ăn. Rồi, level 4. Rồi, đi xuống gan nha anh em. Tâm bạn đi rừng bên thì luôn anh em ơi. 4 nội tại, 3 nội tại, 4 nội tại rồi. Mua rác rồi vô đó kìa. Còn 1/4 máu gia ta nữa hả? Căng à. Có nhiều mình nói hơi bị dứt câu, mong anh em thông cảm nha. Giọng mình nó hơi bị khàn. Rồi bên kìa. Gia ta kìa, gia ta muốn kìa. Thôi bỏ, nó đánh hết quái rồi, quái lính rồi. Nó lên lại cái đường mid em ơi, chứ đầu game chưa có farm thọt quá. Ôi bên trong rừng kìa, vô coi hỗ trợ được không. Ôi không hỗ trợ được luôn kìa, đến chậm quá. Mình sẽ nói luôn mua đồ nha anh em. Mua đồ mình xài cho MNK là món đồ đầu tiên là giày kim cương, món đồ thứ hai là trượt băng, món đồ thứ ba là sách chi hồn, món đồ thứ tư là cái mặt nạ Berit, món đồ thứ năm là vương miện hai kết, món đồ cuối cùng là một cái băng sơn nha anh em. Đó là mua đồ mình dùng trong trận đấu này nha anh em. Đây, lấy về dùng 5 nội tại rồi. Đã chạy bà rồi. Rồi rồi, mày chạy đâu con trai? Đúng lại. Đậu nó ăn luôn rồi. Mày còn được. Thơm, tôi một kill luôn kìa. Đừng luôn cái màu đỏ. Đây. Rồi, ra mít phẩm lính rồi. Một rát cũng về được rồi. Rồi xuống rồi, hết mana rồi, anh lính thôi. Anh lính mà nha ta, anh cà khịa kìa. Làm gì? Ta lính thôi mà. Hết mana rồi anh em ơi, chắc về. Tên thì vẫn ổn. Chưa có giao tranh gì ra. Chưa ca. Ở dưới có hai người.
Thôi anh sao tôi tính này có xuống phụ Yuka quá. Yuka là thì chắc ép không được rồi. Rồi có trực băng này nha anh em, có thể làm chậm rồi đó anh em ơi. Thôi nhớ bên kìa, thì đâu ngọc bên đi kiếm color vơ vét được mạng nào, đâu có giao tranh ở đó có anh hôi đúng không nha ta, đúng thì chết luôn đi nha ta. Yuka chết luôn rồi, ngon hai kêu 3-0 anh em ơi, phải lên sớm rồi anh được hai kêu là thơm rồi anh em ơi. Anh xong đợt lớn này lên lại được biết rồi anh em ơi, chơi được biết bỏ rồi. Ê có cái là lết tép rồi, hai con chim thôi lính lại ra rồi, lên lại lết nữa thôi anh em. Nhớ quan sát ở cái map mini anh em, bây giờ ấy anh em ơi, bên ở đó lên mình trên quá. Rồi có cái gì không, không rồi lại dùng mít làm tiếp, lính lại ra rồi. Thôi xuống dưới gánh cho Yuka, cho anh luôn nè, lắc 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 sương nó lắc kìa, lắc qua anh em ơi, nát cái chùa anh em ơi. Để vô cái tay bạn cái bùa xanh không chắc ra đó. Yuka vô Yuka, thôi bỏ bỏ hả, thôi về chết cơ, nó ăn luôn rồi. Rồi có sách trường hợp này nha anh em, giảm được hồi máu của con Florentino rồi. Thôi ăn còn dơi, ăn được luôn. Rồi mít để chủ anh em ơi, mày đâu, ta có sách rồi nha con. Giật à, ê đậu xanh tay mày hết rồi, chả ăn được kêu nào nữa. Indu nhà vô đi, còn có chấm máu ở nhà vô đi. Lắc kìa, thôi để được chỗ rồi. Đánh luôn luôn, đánh luôn luôn. Biết tránh được không ta? Rồi có hơi, có tao nát cây nhà ta ở đây rồi. Mu thì phải được trên rồi. Thôi lên bắt nè, lên bắt bên với nhà ta mu nè. Ấy, không được hỗ trợ luôn nè. Mô nó về nhà rồi. Gia ta nè, gia ta luôn nè anh em. Úp sọp đó nè, không được rồi. Nói gì nè, nó có tốc biến nhanh quá. Bưu khẩu hiệu cho mình xài cho vị tướng này là thánh thuẫn nha anh em. Còn nhánh phụ thành người nguyên và con xương. Nhánh phụ tiếp theo là hạ tăng sát thương nha anh em. Rồi bên về qua. Đó là bộ phụ hiệu mà mình dùng mà cho để đấu rồi nha anh em. Cái phụ hiệu thánh thuẫn để giúp cho nó châu anh em ơi. Vô xếp tình mình ấy bé lại anh em ơi. Lắc quá. Thôi lên lại. Đã hết mana anh em ơi. Máu thì vẫn còn nhưng mà hết mana. Đây chủ nè, em tin công. Tên mày chủ ơi, ra mít, ra mít. Vào nè, AD lên mạng ở tầng trên rồi. Không biết để được chủ này chúng ta. Thôi bỏ xuống phụ Yuka, nó cũng về luôn rồi. Ê, lắc kìa. Quê bỏ ra, bỏ qua đây, bỏ, bỏ. Mày có cái chiều 2, chút 1. Ê,
mày quá, chả làm gì đó rồi đó, đánh mình ném ruột răng luôn. Thì vui nó xoay mình, em thông cảm nha. Thôi lại về, lấy mới về giờ lại về, tức pin cũng 28% rồi. Có anh rồng nè, Sam là đu gắt về Windows. Mít đẩy xong rồi, chắc anh rồng quá. Sắp tốt cái đi lên phụ ADN rồng rồi, bên rồi. Chắc nó về rồi quá. Mà nó về thật luôn rồi kìa. Thôi mày siêu nhân. Thôi ăn con chim rồi, vô rừng coi có ai, coi có tem bạn không. Anh em nào thấy thích video này thì nhấn like và chia sẻ nha anh em. Bên kìa, về lên và lộn phát bắn gần nửa cây thốn thế. Nó đây rồi, tem bạn đây rồi, múa hả, chia hai nè. Ôi đậu xanh hỗ trợ hết rồi trời, chả được mang nào. Thôi đầy chỗ giật bên ở giữa kìa, biết fail có chết không, fail chết rồi quá mày, trả giá cho đội đội tao mày. Rồi mu đầy chỗ ý, mu đang đẩy. Thôi ăn con này hồi máu. Ôi ít chân có cả bột xanh bột đỏ, ngon quá anh em ơi. Ôi tem bạn hồi sinh hết rồi, chắc đi về quá. Đây được hai nội tại mu đừng làm điều chạy vô chúng mu. Rồi mu chết thì quá. Thôi về tốt biến ngay, mình chưa có đồ anh em ơi, nên chưa đối đầu được. Mới ăn được có 4 mạng, ăn nghiên công. Tên đang ăn nghiên công không ra. Vừa kịp ra ăn luôn rồi. Rồi mít đẩy trụng nè. Phục tốt à. Coi ăn được, anh ăn được phù lo không. Ôi, con này có trong tim mà hồi máu lắm, giữ anh em ơi. Nó có chiều hai hồi máu á. Anh em khi muốn diệt chiêu cuối thì anh em hãy đổ tích nội tại 5 cái điểm ấn trên đầu tam địch là dùng chiêu cuối là nó đam thấm nó nha anh em. Giống hồi nãy mình diệt Florentino á. Chứ có 1-2 cái chứ 1-2 điểm là yếu, 1-2 điểm giật không thấm anh em ơi. Rồi về lại teo nó chết rồi, đẩy chỗ tới bạn chết 4 rồi. Cái pha này thắng luôn quá anh em ơi. Ê ngon, thêm một kill nữa, 5 kill rồi. Ê hồi máu cho đồng đội, con này lợi được cái hồi máu anh em ơi, nhưng mà hơi tốn mana. Về về đừng mang trụ chứ, để trụ đi. Hồi máu cho Yuka luôn nè. Thôi thắng rồi anh em ơi. Và mình chúc anh em một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình nha anh em. Bye.